Kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên sóng trực tiếp của VTC1 vào lúc 19 giờ cùng với Chuyện trong ngày. Sáng nay, Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế xã hội năm 2021. Theo đó, GDP năm 2021 chỉ tăng ở mức là 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020. Đây được đánh giá dù là một mức tăng trưởng thấp nhưng vẫn là tăng trưởng dương, bất chấp dịch bệnh COVID-19 suốt cả năm qua hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước. Sau quý 3 tăng trưởng âm 6,02%, quý 4 năm 2021 sản xuất dần phục hồi do nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khiến GDP cả nước tăng trở lại đạt mức 5,22%, đưa GDP cả năm nay tăng ở mức là 2,58%. Mức tăng này được đánh giá là thấp nhưng đáng biểu dương trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong ba khu vực GDP gồm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp phát huy vai trò là trụ đỡ khi đóng góp gần 14%. Dịch vụ năm nay suy giảm nên chỉ đóng góp 22%. Công nghiệp xây dựng tiếp tục là điểm sáng khi đóng góp tới gần 64% cho tăng trưởng GDP năm nay. Do công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của cả nền kinh tế với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020. Việt Nam xuất siêu 4 tỷ đô la Mỹ. Trong năm nay, do khó khăn của nền kinh tế, gần 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, số doanh nghiệp thành lập mới là 160.000. Thu ngân sách vượt dự toán, lạm phát tăng 1,84% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tiêu dùng thì luôn đạt trên cái tốc độ tăng. Sự đi xuống về sản xuất ở nhiều đầu cầu kinh tế là nguyên nhân lý giải cho mức tăng trưởng chỉ 2,58% của GDP năm nay. Tuy nhiên, mức tăng trưởng dương trong năm nay đã là sự cố gắng của cả bộ máy chính trị, nỗ lực của từng địa phương, doanh nghiệp, nhà máy với quan điểm không để dịch bệnh chặn đà tăng của cả nền kinh tế. Tại tỉnh Bắc Giang, sau khi trở thành tâm dịch đầu tiên ở các tỉnh phía Bắc, đã khiến cho các khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Thế nhưng, nỗ lực dập dịch đã khiến trạng thái bình thường mới được sớm tái xác lập để toàn tỉnh có GDP nằm trong top 10 của cả nước. Với tâm thế an tâm, 172 trong tổng số 172 lao động đã quay trở lại nhà máy sản xuất này từ đầu tháng 7, sau hơn một tháng tạm dừng vì lệnh đóng cửa khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, công suất được tăng cao, doanh nghiệp kỳ vọng mức tăng trưởng sản lượng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi đã được tiêm 100% là mũi 2, tiêm vaccine ngừa COVID-19 và được xét nghiệm với tần suất cao, tùy từng thời gian, có thời gian là 3 ngày một lần, thời gian là 1 tuần một lần. Chúng tôi, những người lao động tại công ty Jocomo Việt Nam rất yên tâm. Tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng thành lập các tổ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Công ty chúng tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng dịch và may mắn trở thành một trong những công ty quay trở lại sản xuất sớm nhất. Bình thường mới dường như đã quay trở lại, nhưng những ngày khó khăn tháng 5, tháng 6 đã trở thành kỷ niệm khó quên với họ. Không chủ quan, lơ là, nhiều doanh nghiệp vẫn thắt chặt điều kiện phòng dịch, đảm bảo sản xuất các đơn hàng cuối năm. Chúng tôi vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ quy định phòng chống dịch của chính phủ, yêu cầu công nhân viên thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo nhiệt độ đi làm và tan làm, 3 ngày làm xét nghiệm COVID một lần. Sau khi tan làm, không tham gia các buổi tụ tập ăn uống, tích cực tiêm vaccine cho công nhân viên để duy trì sản xuất ở mọi tình huống. Theo tính toán của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, tính đến tháng 12 năm 2021, số lao động quay trở lại riêng tại khu công nghiệp đã là 190.000, tăng cao hơn 40.000 so với trước khi có dịch. Ngoài thúc đẩy lao động, địa phương này đã ban hành quy định về việc xử trí để khi F0 xuất hiện, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì. Thứ nhất là phải kích hoạt ngay cái phương án phòng chống dịch. Và cái thứ hai nữa là phải thành lập một cái tổ truy vết phối hợp với các cái cơ quan, ở đây thì là có Ban Quản lý Khu công nghiệp, Công an và ngành y tế, cách ly cái trường hợp F0 tại khu vực cách ly tạm thời, cái phạm vi hẹp nhất để ít ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất. Còn các cái đối tượng khác thì chúng tôi vẫn cho hoạt động sản xuất bình thường. Sức sản xuất giúp chỉ số công nghiệp IPP toàn tỉnh năm nay tăng 3,8%, quy mô đạt 42.730 tỷ đồng,
GRDP của Bắc Giang tăng 7,82%, trở thành một trong 10 địa phương có GRDP tăng cao nhất cả nước như Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Ninh. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 trong quý 2 và quý 3. Mặc dù quý 4, thành phố và các doanh nghiệp đã nỗ lực phục hồi sản xuất, nhưng cũng không thể bù lại được sự sụt giảm trong hai quý mà thành phố phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Ngay từ đầu tháng 10, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp dệt may đã tăng tốc sản xuất để kịp trả đơn hàng cho các đối tác. Doanh nghiệp này đang phải hoạt động đến 200% công suất để kịp làm các đơn hàng tồn đọng và cả các đơn hàng trị giá 2 triệu đô la Mỹ vừa ký. Còn doanh nghiệp này thì đã trả hết đơn hàng năm nay từ tháng 11. Bước sang tháng 12 là thời gian sản xuất cho sản phẩm xuân hè năm 2022 cho các thị trường. Toàn bộ cái này là sọt, thì còn sọt này là chỉ cho xuân hè thôi. Thì bây giờ bắt đầu là chúng tôi sản xuất cho hè và đã xuất cho hè đi được gần một tháng nay rồi. Là chuẩn bị vào kho và sau khi mà bán cái mùa Noel, mùa thu đông xong là người ta sẽ sell và người ta sẽ đưa cái hàng này lên trên kệ trên các trung tâm thương mại ở EU với là Mỹ, rồi qua Hàn Quốc nữa và những ngày đầu xuân. Là có những khách hàng họ rất là mong muốn làm việc với mình tại vì là đối tác làm việc lâu dài, thì họ đã ngỏ ý hỏi về đơn hàng cả 2 tháng trước rồi. Có những đơn hàng mà đối tác liên hệ sẵn sàng có thể ký hợp đồng và xuống tiền cọc ngay để chúng tôi có thể đảm bảo rằng ngay từ đầu tháng 10 là sẽ ưu tiên sản xuất đơn hàng cho họ. Trong 3 tháng cuối năm, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang dần lấy lại đà hồi phục. Song tăng trưởng GRDP của quý 4 cũng chỉ bằng 88,36% so với cùng kỳ. Trong quý 3 cũng là thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách để chống dịch. GRDP của thành phố sụt giảm nặng nề nhất là khi âm hơn 24%. Trung bình 9 tháng đầu năm, GRDP của thành phố âm gần 5%. Với mức sụt giảm này, cho dù quý 4 thành phố có nỗ lực hồi phục kinh tế, nhưng vẫn không thể bù lại những gì đã mất trong những tháng giãn cách. Cơ cấu kinh tế thành phố là 62% là dịch vụ, 25% là công nghiệp và xây dựng. Thế thì trong 4 tháng đó hầu như dịch vụ cứ còn một số ngành lĩnh vực, ví dụ là tài chính ngân hàng, đúng không? Cả thành phố như một shopping mall, tức là một cái cửa hàng mua bán thôi, bởi vì nhà nào, phường phố nào cũng thương mại cả. Nhưng mà hầu như là đóng cửa hết. Thành ra cái chuyện mà suy giảm là tất yếu, không có gì khác được. Trong thời gian dịch bệnh mà bị giãn cách trong năm 2021, nhóm nghiên cứu của chúng tôi ước tính được rằng chỉ riêng cái phần mất đi do tiền lương từ lao động, việc làm và cái thu nhập của những cái hộ kinh doanh buôn bán lẻ là mất đi khoảng 300.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 15 đến 16% GDP của cả thành phố. Đó là chưa kể những cái hoạt động kinh tế bị đứt gãy khi mà thành phố Hồ Chí Minh suy giảm sức sản xuất, suy giảm GDP, thì kéo theo kết quả cuối cùng như chúng ta thấy là tăng trưởng của cả nước chỉ có 2,58%. Lần đầu tiên từ sau đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng âm 6,78% với đóng góp 22% vào GDP và 27% vào tổng nguồn thu ngân sách của cả nước. Mức tăng trưởng sụt giảm của thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã tác động mạnh đến chỉ số tăng trưởng chung của cả nước. Kết quả tăng trưởng kinh tế GDP năm nay đang tạo ra những tiền đề và áp lực ra sao cho tăng trưởng năm mới? Bên lề buổi công bố số liệu kinh tế xã hội thì nhóm phóng viên VTC1 đã có cuộc phỏng vấn với Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về nội dung này. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của truyền hình VTC1. Xin bà cho biết là bà bình luận như thế nào về cái mức tăng trưởng của cả năm nay là 2,58% và đâu là những động lực cho cái mức tăng trưởng đó? Với mức tăng trưởng của quý 4 5,22% thì đã tạo nên mức tăng trưởng của cả năm đạt 2,58%. Đây là mức tăng trưởng khá tích cực trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay. Động lực của nó đó có thể kể đến đầu tiên đó là khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đã khẳng định được cái vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Chúng ta vẫn đảm bảo được an sinh an dân trong đại dịch. Thứ hai là công nghiệp chế biến chế tạo giữ được cái mức tăng trưởng, tạo ra cái sức xuất khẩu của chúng ta trong quý 4 cũng đã tăng trở lại và kết quả xuất siêu 4 tỷ đô cũng đã cho thấy rõ điều này.
toàn bộ các cái hoạt động, một số các hoạt động dịch vụ có ứng dụng công nghệ thông tin và không bị đứt gãy, như là hoạt động tài chính ngân hàng, các cái hoạt động về thông tin truyền thông, y tế, giáo dục cũng đã có cái đóng góp rất quan trọng trong cái mức tăng trưởng dương của khu vực dịch vụ cũng như là mức tăng trưởng 2,58 của toàn nền kinh tế. Vâng ạ, Quốc hội thì giao Chính phủ cái mục tiêu tăng trưởng là từ 6 đến 6,5%. Vậy thì bà nghĩ sao về cái mục tiêu này trong sang năm ạ? Rõ ràng trong năm 2022, vấn đề đảm bảo an toàn và an sinh cho người dân vẫn phải được quan tâm hàng đầu. Vì có an toàn, có an sinh thì người dân mới có thể có sức để mà tham gia vào các hoạt động sản xuất. Sau đó thì các cái gói phục hồi, các cái gói hỗ trợ tạo cái động lực cú hích cho nền sản xuất của năm 2022. Và rõ ràng là cái việc mà chúng ta phải phủ cập vaccine nhanh nhất, thần tốc nhất sẽ được triển khai trong những tháng đầu năm 2022. Và sự xuất hiện của các cái thuốc, các loại thuốc có thể phòng chống dịch COVID-19 cùng với cái linh hoạt trong kết nối sản xuất, tiêu dùng trong nước và quốc tế sẽ đảm bảo cho cái nguồn cung trong nước cũng như là xuất khẩu hay là tiêu thụ tại thị trường nội địa và trong nước, và đặc biệt là dịch vụ của chúng ta hy vọng rằng là sẽ quay trở lại như cái nhịp tăng trước đây của những cái năm không có đại dịch. Thì rõ ràng đấy cũng là một trong những cái gọi là dư địa rất là lớn để chúng ta có thể đảm bảo được cái mức độ tăng trưởng như kỳ vọng. Vâng, thưa bà, là biến chủng mới Omicron xuất hiện cùng với đó là những cái áp lực về nguyên liệu đầu vào sẽ tạo áp lực ra sao cho cái chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2022? Biến chủng mới thì toàn thế giới phải đối mặt, kể cả các nước đang phát triển, và chúng ta thì cũng không thể lẩn tránh. Vì vậy chúng ta phải có những cái chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng để giảm thiểu những thiệt hại cho đối với tính mạng, sức khỏe của người dân, và đặc biệt là đảm bảo được hoạt động sản xuất, lưu thông, thông suốt và kết nối được trong nước và quốc tế. Thế còn đối với giá của nguyên liệu tăng cũng như là khó khăn trong xuất nhập khẩu, theo dự báo thì năm tới thì dự kiến là các cái chỉ tiêu về chỉ số giá cũng sẽ có cái biến động. Khi mà nhu cầu nền kinh tế đã phục hồi tăng cao hơn thì chúng ta sẽ phải chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là sự khai thác cái nguyên liệu mà sẵn có từ nội địa, làm chủ được nguyên liệu đầu vào cũng như là quy trình sản xuất, thì từ đó chúng ta sẽ làm chủ được cái giá cũng như là tìm được các cái thị trường phù hợp để đáp ứng được cái yêu cầu duy trì sản xuất ở cái mức tốt nhất. Xin cảm ơn bà vì đã trả lời phỏng vấn VTC1. Nội dung cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi. Tiếp theo, sau khoảng 2 phút nữa, sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.